con xin được mời cha chủ nhà, cha quản nhiệm San Marcosa Đinh Thanh Sơn lên có đôi lời cùng toàn thể quý vị. Tôi xin kính chào đến cha, quý cha, quý thầy, quý ông bà, anh chị em. 40 năm hồng ân mà cộng đồng của chúng ta đang sống trong cái năm này là một năm thật là đặc biệt để chúng ta luôn luôn nhớ tới tất cả những gì mà Chúa đã làm cho chúng ta và không gì là Thiên Chúa không làm cho cộng đoàn của chúng ta từ 40 năm qua. Trong cái tâm tình đó, buổi ca ngợi ngày hôm nay để nói lên cái tâm tình của con người của chúng ta để theo phương Thiên Chúa là đánh dấu một thời điểm thật quan trọng của cộng đồng để rồi chúng ta bước tới một năm mới nữa trong hồng ân của Thiên Chúa để rồi tất cả những gì mà 40 năm qua chúng ta đã thu nhận được trở thành một cái sức sống cho cộng đoàn của chúng ta để đi hướng về Thiên Chúa và giúp đỡ cho con em của chúng ta sống đức tin của mình. Xin thân chào tất cả quý bà chị em và chúc tất cả mọi người một buổi thật là vui vẻ trong tuần ngày này. Cảm ơn cha quản nhiệm và cha chủ nhà đã mở lời thì giờ đây chúng con xin được mời cha khách, một người khách danh dự của buổi tiệc hôm nay của chúng con đến từ Toronto. Con xin kính mời đức cha Vincent Nguyễn Mạnh Hiếu. Trong cái tâm thư mới đây nhất của Đức Thánh Cha Francisco có cái tựa đề là cái dấu chỉ tuyệt vời. Ngài nói về cái hang đá Giáng sinh, cái truyền thống, Ngài khuyến khích cái truyền thống các gia đình làm những cái hang đá ở tại gia đình. Và Ngài nói là cái khung cảnh của Giáng sinh, khi chiêm ngắm cái khung cảnh đó, chúng ta được mời gọi tham dự vào một cuộc hành trình thiêng liêng, được lôi cuốn bởi sự khiêm nhường của Thiên Chúa đấng đã làm người để gặp gỡ mọi người. Và chúng ta khám phá ra rằng người yêu thương chúng ta đến mức liên kết với chúng ta để chúng ta cũng có thể liên kết với người. Vậy trong cái tâm tình mà ngày hôm nay chúng ta tụ họp mừng cộng đoàn 40 năm cũng như là lễ Giáng sinh sắp tới, xin được gửi đến quý bà, các anh chị cũng như quý cha lời cầu chúc mùa Giáng sinh an lành và nhất là chúng ta cảm thấy được cái tình thương, lòng khiêm nhường của Thiên Chúa đấng đã đến rồi muốn gần gũi với chúng ta để chúng ta được liên kết với người. Xin cho chúng ta trong cuộc sống không phải trong những cái màn trình diễn ngày hôm nay chia sẻ với nhau cái sự nồng ấm, cái sự gần gũi của Thiên Chúa cho nhau, nhưng mà trong cuộc sống chúng ta cũng cố gắng trao đổi, trao gửi tới một những người xung quanh của chúng ta tình yêu của Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, đã gần gũi với chúng ta. Xin cảm ơn mọi người. Và cha đức cha cũng đã mở lời rồi, cha quản nhiệm đã mở lời rồi. Bây giờ xin được gửi đến quý cộng đoàn một lời thơ của cha phó, cha Paco Trần Văn Hồng. Cha đã gợi ý với cái ngày hôm nay là 40 năm kỷ niệm, 40 năm hồng ân. Cha xin được gửi đến cộng đoàn quý vị chúng ta. Và với sự khiêm nhường của cha chỉ muốn là đọc lên chứ cha không muốn được lên đây. Xin phép chân chúng ở đây và chúng xin được gửi đến quý vị nha. Chúc tình khắc ghi mùng 40 năm hồng ân, cộng đồng công giáo chuyên cần tin yêu, cùng nhau sống đạo sớm chiều, mọi người tuân giữ theo điều Chúa trao, một lòng yêu mến dạt dào, anh em vui sống ngọt ngào bên nhau, hợp lòng chung sức nguyện cầu, tạ ơn tình Chúa nhiệm màu biết bao, cảm ơn tiền bối năm nào dày công xây đắp cộng đồng Việt Nam hiện diện ở Montreal, đó là ý Chúa rộng ban ân tình, chúng con nguyện mãi hy sinh làm chứng cho Chúa hiến mình cũng cao, cộng đồng công giáo Việt Nam chứng nhân anh dũng vẻ vang giống nòi.
làm trong vòng 20 phút quý vị ạ. Cảm ơn cha phó. Và giờ đây, Ban Chức Công xin được mời anh Tổng Thư ký của Cộng đồng Công giáo Việt Nam Phùng Mô Khai An, cũng là đại diện của ban tổ chức, có đôi lời cùng quý đức cha, quý cha và toàn thể quý ông bà, anh chị em. Trọng kính đức cha Vatican, quý gia quý cha giảng thuyết Phêrô, quý cha quản nhiệm, cha phó, quý cha đồng tế, quý thầy phó tế viện viện, quý vị tu sĩ nam nữ, cùng toàn thể quý ông bà anh chị em, nhân dịp cộng đồng Công giáo Việt Nam vùng Moian mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập, tạ ơn Chúa và 40 năm hồng ân Thiên Chúa ban ơn gìn giữ cộng đồng chúng con. Kính thưa đức cha, chúng con rất vui mừng, hãn diện và cảm tạ Chúa. Cảm ơn đức cha về sự hiện diện của đức cha đến từ Toronto để chủ tế cho thánh lễ bế mạc sáng nay. Và giờ đây đức cha ở lại dùng tiệc và thưởng thức chương trình ca nguyện tri ân, là chương trình ra mắt CD cùng tên với chương trình Thánh ca Giáng sinh 2019. Dù bận công việc mục vụ, nhất là trong mùa bão này, ít các cha muốn rời khỏi xứ mình, nhưng đức cha đã dành thời gian để đến cùng cộng đồng chúng con, chứng tỏ sự yêu thương và nâng đỡ vô điều kiện của đức cha đối với cộng đồng chúng con. Chúng con hứa sẽ cầu nguyện cho đức cha và kính chúc đức cha hồn sắc mạnh luôn để dẫn dắt toàn chim của đức cha theo thánh ý Thiên Chúa. Kính thưa cha giảng thuyết Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, chúc mừng cha năm nay mừng 5 năm ngày lãnh nhận thiên chức linh mục. Cảm ơn cha đã từ xa bay tới cộng đồng chúng con để giao giảng về một Thiên Chúa tình yêu. Chúc chúng con làm sao được sống và sống dồi dào trong ân nghĩa Chúa. Cha đã giảng với hết lòng cảm mến của chính cha với vị Thiên Chúa xuống thế làm người vì chúng ta. Kính chúc cha luôn dồi dào sức khỏe và luôn mãi là một nhà giảng thuyết hùng hồn của Chúa, và mang Chúa đến khắp muôn dân như các thánh tông đồ khi xưa. Và sau cùng, xin kính chúc toàn thể quý ông bà anh chị em thưởng thức một chương trình thánh ca thật hay và một mùa Giáng sinh sắp đến an lành, hạnh phúc và tràn đầy ơn Thiên Chúa hài đồng trên đến quý ông bà anh chị em cùng gia quyến.